Ok, hai bác về trước, sau đó là bên em sẽ đến tại nhà lắp trong buổi chiều ngày hôm nay. Đó, anh Ánh kiểm tra nốt cái đơn hàng xem nó đã đủ chưa. Ok, dây rắc đầy đủ hết rồi. Một buổi chiều nắng rất là đẹp. Ok, hai bác về thận cho bắt tay bác. Vâng, hai bác phải cẩn thận nhé. Vâng, ok ạ. Vâng, cảm ơn bác Ánh nhé. Vâng, cảm ơn anh. Và anh nhớ giới thiệu cho bên em nhé. Ok, bên em khoảng 45 phút sẽ đến nơi. Vâng, ok, cảm ơn bác rất là nhiều. Trong tay không tiền đời mấy ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phận số riêng ai, trần gian là cõi và đầy thì ngỡ sao gây oan thù, vì dành lời mà đau, vì kiếm thiệt thụ nhau. Nhưng khi có tiền thì thiên cùng bao, lúc chẳng tay ngàn nơi lòi ai nghe. Đêm nay em ngó ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi. Đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi, vì một chữ tiền mà thôi.
Vâng, thì đây là quá trình bên em sẽ về lắp cho anh Ánh ở dưới Phú Xuyên. Một bộ Hunter và đồ đấy ạ. Đó thì đây là bên em hai bác thì vẫn đang ngồi ở trong để trò chuyện. Và anh ghép con X24 và xúc F1200. Thì đây là bên em cũng đang chuẩn bị sẵn đây rồi ạ. Đó, xe của anh Ánh thì đây, đi con gem này. Còn hai anh vẫn đang ngồi ở trong nhà. Đó, để trước khi bên em về lắp thì hai anh đang cho địa chỉ. Các bạn anh em có nhu cầu về thiết bị âm thanh karaoke có thể liên hệ ngay cho Zika Mix số nhé.